Vàng đã có một ngày di chuyển trong biên độ từ quanh mốc 2724 lên quanh mốc 2750 vào ngày hôm qua, trước bối cảnh thị trường đang chờ đợi kết quả bầu cử Hoa Kỳ. Thị trường ngày càng có quan điểm rằng kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ gây chia rẽ cho đồng tiền Hoa Kỳ. Khi thời điểm đến gần, các cuộc thăm dò bầu cử ngày càng cho thấy Donald Trump có lợi thế hơn hẳn đối thủ của mình. Chỉ số đồng đô la Mỹ tăng vọt lên mức cao nhất trong một tuần sau khi các cuộc thăm dò ý kiến ban đầu cho thấy ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump dẫn trước ở các tiểu bang dao động quan trọng. Hơn nữa, những đồn đoán về việc Trump áp dụng thuế quan có khả năng gây ra lạm phát cùng với những lo ngại về chi tiêu thâm hụt đã gây ra sự gia tăng mạnh mẽ trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ. Đây hóa ra là một yếu tố khác hỗ trợ đồng bạc xanh và tạo ra một số áp lực lên giá vàng không mang lại lợi nhuận. Khi các cuộc thăm dò tiếp tục được đưa tin, kỳ vọng về những biến động bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu cung cấp một số hỗ trợ cho nơi trú ẩn an toàn và giúp hạn chế sự sụt giảm của giá vàng. Niềm tin vào ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ đang ngày càng mạnh mẽ hơn. Theo các cuộc thăm dò ý kiến cử tri đầu tiên, khi các cuộc thăm dò ý kiến đóng cửa ở hầu hết các tiểu bang, sự lạc quan về thương mại của Trump đã quay trở lại, thúc đẩy đồng đô la Mỹ và cổ phiếu toàn cầu. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết luận nào đưa ra vì một số tiểu bang có thể mất vài ngày để công bố kết quả cuối cùng. Kết quả thăm dò ý kiến cử tri sớm tại Wisconsin cho thấy trong số 55,76% số phiếu dự kiến đã được kiểm thì Trump đang dẫn trước với 49,83% số phiếu bầu so với mức Kamala Harris là 48,7%. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri tại Bắc Carolina cũng cho thấy cuộc đua giữa Trump và Harris rất sát sao với 83,83% số phiếu đã được kiểm. Tuy nhiên, Trump cho thấy một sự dẫn trước nhỏ. Khoảng 24,13% số phiếu đã được kiểm tại Michigan, số phiếu ủng hộ Harris đã giảm xuống còn 48,58% và Trump vẫn đang dẫn trước với 49,67%. Kết quả ban đầu của quận 2 Nebraska cho thấy Harris đang dẫn đầu với số phiếu 54,61% so với số phiếu 44,26% của ông Trump. Georgia, một tiểu bang dao động quan trọng, là một trong những tiểu bang đầu tiên có kết quả thăm dò ý kiến cử tri, cho thấy chiến thắng của Trump. Tiểu bang này nắm giữ 16 phiếu đại cử tri, cho thấy Trump giành được khoảng 51,08% số phiếu bầu so với ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris theo Fox News với 89,8% số phiếu dự kiến đã được kiểm. Theo Fox News, kết quả sơ bộ tại Pennsylvania, tiểu bang dao động được theo dõi chặt chẽ nhất, vẫn có vẻ nghiêng về ông Trump. Với khoảng 61,75% số phiếu dự kiến đã được kiểm, Trump giành được 51,06% so với Kamala Harris chỉ có 47,99%. Tiểu bang này nắm giữ 19 phiếu đại cử tri. Số phiếu đại cử tri hiện tại cho Trump là 211 và cho Harris là 117. Kịch bản đầu tiên là nếu ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump thành chủ nhân của Nhà Trắng, đồng đô la Mỹ sẽ tăng đột biến, lo lắng của thị trường có thể giảm bớt và gây áp lực giảm giá lên giá vàng. Kịch bản thứ hai là nếu Harris thắng cử nhưng không đáng kể và Trump phản đối kết quả, hoặc thậm chí là phản ứng năng động hơn sau cuộc bầu cử của những người ủng hộ Trump. Trong kịch bản như vậy, chúng ta có thể thấy giá vàng nhận được sự hỗ trợ tăng đáng kể. Tuy nhiên, bất kể kết quả như thế nào, kết quả bầu cử Hoa Kỳ dự kiến sẽ là một động thái lớn của thị trường. Ngoài ra, nếu bất kỳ ứng cử viên tổng thống nào phản đối kết quả ban đầu, sự biến động có thể kéo dài. Vì vậy, việc giao dịch ở thời điểm hiện tại tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Các nhà giao dịch nên cân nhắc hạ vốn và quản lý rủi ro thật tốt trong quá trình giao dịch. Bên cạnh đó, căng thẳng âm ỉ ở Trung Đông cũng hỗ trợ giá vàng sau khi nhà lãnh đạo tối cao của Iran nói rằng Hoa Kỳ và Israel chắc chắn sẽ nhận được sự phản ứng dữ dội đối với cuộc tấn công của Israel vào tháng trước. Hơn nữa, việc định vị dài hạn quá mức từ các quỹ đầu cơ theo xu hướng cũng đang giúp vàng duy trì mức cao hiện tại. Và tối nay, vào lúc 19h30 phút trước thềm bầu cử Mỹ, mình sẽ mở livestream trực chiến Sky Vàng. Mời tất cả mọi người tham gia buổi livestream ngày hôm nay của mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang phần phân tích kỹ thuật. Trên biểu đồ H4, vàng đã tiếp đà tăng giá sau khi phá vỡ giả vùng hỗ trợ ở quanh khu vực 2732-2734 vào ngày hôm qua. Vàng đã bật tăng mạnh mẽ lên sát mốc 2750. Biểu đồ histogram dương nhưng đang ngắn dần, RSI đang có xuống hướng xuống dưới vùng quá bán, cho thấy đà tăng đang có dấu hiệu suy yếu. Nếu xuyên thủng vùng hỗ trợ 2730, giá vàng có thể mở rộng đà giảm xuống kiểm tra vùng hỗ trợ liền kề ở quanh khu vực 2707-2710. Trên biểu đồ H1, trong ngắn hạn thì vàng đang di chuyển trong mô hình niêm giảm với các đỉnh thấp dần và các đáy thấp dần, giá tích lũy phía dưới các đường MA. Biểu đồ histogram âm, RSI đã cắt xuống dưới mốc 50, cho thấy áp lực bán đang gia tăng trong ngắn hạn. Trong phiên Á Âu, các nhà đầu tư có thể cân nhắc kênh bán nhỏ khi vàng tiếp cận biên trên của mô hình đêm ở quanh khu vực 2747 đến 2750. Bán chính khi vàng tiếp cận vùng kháng cự liền kề ở quanh khu vực 2756 đến 2760 và xuất hiện các tiệu từ chối giá, dừng lỗ khoảng 5 giá. Với chiến lược mua, có thể cân nhắc canh mua nhỏ khi vàng tiếp cận biên dưới của mô hình nêm ở quanh khu vực 2718 đến 2722, hoặc mua chính khi vàng tiếp cận vùng hỗ trợ liền kề ở quanh khu vực 2707 đến 2710 và xuất hiện các tiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng 5 giá.
Tổng kết lại chiến lược giao dịch vàng trong phiên Á Âu ngày hôm nay, canh bán nhỏ quanh khu vực 2747 đến 2750, bán chính quanh khu vực 2757 đến 2760, canh mua nhỏ quanh vùng 2718 đến 2722 và mua chính quanh khu vực 2707 đến 2710 nếu xuất hiện các tín hiệu đảo chiều, dừng lỗ khoảng 5 giá. Bước vào phiên Mỹ, chúng ta sẽ cùng nhau thực chiến và mình sẽ chia sẻ nhận định cũng như góc nhìn phân tích kỹ thuật trong buổi livestream. Mình xin dừng video nhận định xuống giá vàng ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thích video này thì hãy ủng hộ mình bằng cách like video và chia sẻ nó cho những ai đang cần. Hãy subscribe kênh Easy Signal để cập nhật thêm những video kiến thức cực kỳ giá trị về thị trường. Và nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý gì cho video của bên mình thì các bạn hãy để lại bình luận ở phía dưới cho mình nhé. Chúc mọi người có một ngày giao dịch thành công và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video nhận định xuống giá vàng tiếp theo.